Tầm này là ông cụ đi ngủ rồi. Hào ông hàn cảm bài này. Thì thả mắt luôn. Ông à, hắn chơi ba này. Năm sư hàn cảm mặt thả đi. Hắn chết thả lông một cái này. Này à, út khắc trèo lên ngồi á. Thích ngồi. Cho em ngồi với. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, không được rồi, không ngồi được rồi. Con đây, con ngồi xe lắc đi. Mẹ bông ngồi xe lắc đi, anh Ân ngồi cái kia, con ngồi xe lắc đi. Anh Ân chở em đi xe lắc một vòng nữa nào. Anh Ân. Xe lắc à? Con không làm đâu. Con bị lạnh quá. Con không làm gì anh. À không, không ai cười đâu, không ai cười con đâu. Anh Ân đây ngồi xe lắc đi, cho em bông ngồi với. Đứng dậy đi. Bực mình rồi. Cái lò gì đây? Tại mình nặng quá thì ngồi cái gì chẳng hạn. Không biết cân đối thì ngã là con này. Anh Ân nào. Ôi con à. Ôi cái thằng này. Nhưng mà anh Ân dạo này tăng cân phải không anh Ân à?